Okay, chào các bạn nha, thì mới đi săn đồ đồ Noel về từ tiệm ở trong tiệm cũng như là thì năm nay mình cũng hơi là thất vọng là tại vì như là nó không có giữ cái truyền thống nó bán vào cái ngày mùng 1 được mà nó đổi vào cái ngày mùng 2 mà mình không biết thì mình ra thì trễ rồi nhưng mà cũng được một hai món mình cũng dành dụm được một hai món khi mà chiên nó đã tàn rồi thì mình cũng dành dụm mình tìm kiếm được hai món này mình chia sẻ với các bạn chơi nha, coi nó là món gì nha. Ok, cái này là ok thì mình mua được hai món đồ trang trí từ Linux nha. Thì mình thích những cái đồ trang trí Noel mà điều là nó bán nha, tự nhiên nó bán đồ rất là đẹp. Đồ quý đẹp. Ok, mình mở này trước nha. Cái này là cái ông già Noel này nha, ông già Noel, mà nó design nó làm riêng cho năm 2020. Ok, thì mình thích đồ Linux này, nó rất là đẹp nha, nó nổi tiếng lâu rồi, với lại nó làm những cái đồ men mà mình treo rất là đẹp. Ok, thì này là cái ornament nha. Chèo Giáng sinh ông già Noel cầm cái thông với lại cái lantern là cái đèn lồng ha. Ok, rất là đẹp nha các bạn. Okay, mình rất là thích. Ra thì mình cũng còn kiếm được một hai món, tại vì thường nếu mà mình ra trễ là không còn món nào đâu, nhưng mà mình cũng may mắn mình lục loại được hai thứ nha. Ok, cái này là cái món thứ hai là cái tượng thiên thần design đặc biệt cho năm 2020 ha. Ok, rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Thì thiên thần đeo cái ngôi sao trong đó là năm 2020 ha. Tay thì cầm cái đàn, rất là đẹp, rất là đẹp. Thì Linux này nó nổi tiếng với những cái tượng mà bằng men ha, bằng men rồi nó chạy những cái viền bằng vàng, làm rất là nổi bật, những cái tượng nhìn rất là có giá trị ha. Ok, rồi cái này thiên thần rất là đẹp nha. Okay, rất thích hai cái, cũng may mắn các bạn, tại vì ra trễ mà nó mình lục loại thì cũng được hai thứ, thì cũng cái sự mắng. Rồi cái này thì nó còn lọt lại một cái cho nên mình lấy luôn, thì nó chừng 25 xu một cái này, thì nó còn có một cái cái cho mình lấy luôn. Thì thường mình mua này cũng nhiều lắm, cũng lần mua mười mấy cái mình để dành chơi, tại vì nhiều lúc nó cũng bể rồi đó, vậy mình cũng giữ kỹ nhiều lúc nó bể. Năm nay thì ra chạy sập bắt hết, không có mua nhiều, còn sót lại.
có cái nhỏ xíu này trong góc cho nên mình thấy thế. Ok. Ok, vậy thôi. Năm nay là cũng phải nói là không có để ý ra trễ quá cho nên nhưng mà cũng hơi thất vọng, nhưng mà cũng kiếm được hai món đồ làm hai ba món đồ làm kỷ niệm cho Giáng sinh năm nay ha, thì cũng vui được. Ok, vậy thôi, mình muốn chia sẻ vậy thôi. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình nha. Ok, xin chào.